tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hằng Trinh Trinh. Tập 4, chương 24. Nhã Tuệ nắm điện thoại, tựa vào bên cửa phòng bệnh, suy nghĩ lời nói của Tưởng Thiên Lỗi. Mặc dù trong bụng nghi ngờ, nhưng cũng nghĩ tới một người bình thường như Khả Hinh, làm sao có thể có qua lại với Tưởng Thiên Lỗi. Vậy rốt cuộc, nguyên nhân Khả Hinh bị quỷ gương mặt là gì? Cô xúc phạm ai? Tối hôm qua, cô gặp phải chuyện gì? Cô nghĩ tới đây, tâm trạng không khỏi ngột ngạt, chỉ đành đẩy ra cửa phòng bệnh, nhẹ bước đi vào. Tới giường vẫn thấy Khả Hinh dần dần hết thuốc mê, hai mắt sâu kín mở ra. Cô cúi người xuống, nhẹ đỡ bả vai của Khả Hinh, gọi: Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn đôi mắt thấm nước mắt của người bạn thân, lập tức nhớ tới mặt của mình bị quỷ. Toàn bộ thế giới bi thương đột nhiên ập đến, cô lại đau đớn khàn giọng thét lên. Mới vừa muốn dậy dùa rời giường, lại phát hiện trên người của mình, trên chân, trên tay cũng bị bác sĩ dùng vải băng trói dính ở trên giường. Để phòng ngừa cô tiếp tục làm chuyện ngốc, cô tuyệt vọng nhìn về phía vải băng cột vào trên người mình, khóc rống lên: Nhã Tuệ, buông tôi ra, không nên đối với tôi như vậy, buông tôi ra. Đó không phải là thật, mặt tôi không bị quỷ, tôi không có. Nhã Tuệ hoảng sợ ôm thân thể cô liều mạng giãy giụa, đau lòng nghẹn ngào nói: Khả Hinh, không nên như vậy, không có gương mặt đó chúng ta cũng có thể sống rất tốt. Khả Hinh, cô phải kiên cường, cô luôn rất kiên cường. Cô cố gắng chịu đựng một chút, tất cả cũng sẽ qua, nhất định sẽ qua thôi. Đường Khả Hinh thống khổ, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, nhỏ vào vải băng trắng bên má trái, giống như thương tiếc thấm vào trong vết thương, nhớ nhung gương mặt mềm mại đã từng như hoa, theo suốt 20 năm, cùng mình trải qua vô số khổ sở tuyệt vọng, cũng không nhận thua. Giờ phút này lại bị số mạng tàn nhẫn hủy diệt. Tất cả mơ ước, tất cả tương lai đều dừng lại. Để cho tôi chết đi, Nhã Tuệ, để cho tôi chết đi. Tôi không sống nữa. Cô nằm trên giường, khóc thét lên. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi muốn khóc. Tôi không chịu nổi. Nhã Tuệ nghe bạn nói như vậy, cô cũng suy sụp, thất thanh khóc sống nói: Cô đừng nói lời gỡ như vậy, cô phải nghĩ đến cha của cô một chút đi. Cha của cô đi ngồi tù, lúc cô đưa ông ấy đi đã nói cô sẽ chờ ông ấy ra ngoài. Cha của cô vẫn chờ cô đi thăm ông ấy. Cô nhẫn tâm để cho ông ấy sống cô đơn cả đời ở trong tù sao? Cô đành lòng sao? Cô là hy vọng duy nhất của ông ấy. Trái tim Đường Khả Hinh tan dở, lo lắng đau thương, nhớ tới cha, cô đột nhiên ngừng giãy giụa, đôi mắt đẫm lệ chầm chầm. Nhớ lại cha bị xử giam giữ suốt đời, lúc ngồi vào xe tù, từ cửa sổ nhìn mình cặp mắt thê lương, lòng cô đau nhói. Nước mắt cứ từng giọt trắng nõn lăn xuống, trong veo lăn xuống gương mặt trắng nõn. Nhã Tuệ ôm chặt bạn, kích động khóc. Khả Hinh, chuyện đã như vậy, chúng ta tiếp nhận đi, nhìn về phía trước. Chúng ta cố gắng kiếm tiền, nghĩ biện pháp cứu chữa mặt của mình. Nhất định, chỉ cần chúng ta cố gắng, không phải cô đã nói như vậy sao? Chỉ phải cố gắng, một ngày nào đó, có thể thực hiện được mơ ước của mình. Cô là một người như vậy, mơ ước sẽ không vì bị quỷ gương mặt mà dứt bỏ. Lòng Đường Khả Hinh đau nhói, hai mắt bắt đầu kích động run rẩy, nước mắt bi thương lại tiếp tục tràn xuống. Khả Hinh, rốt cuộc cô đã làm chuyện gì để cho người khác hủy hoại gương mặt của cô như vậy? Mới vừa rồi cảnh sát đã tới, hỏi tình huống đêm qua của cô. Chỉ cần cô nói ra, chúng tôi mới có thể bảo vệ lẽ phải cho cô. Là người nào độc ác hủy hoại gương mặt cô như vậy? Thân thể Đường Khả Hinh đột nhiên rung lên,
Thêm một lần nữa nhớ lại tối qua, mấy người đàn ông vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt âm hiểm tàn nhẫn, cầm trong tay một chai axit sức đáng sợ tạt về phía mình. Cả người cô lạnh cứng, hai mắt lộ ra sợ hãi và khủng khiếp, giống như nhìn thấy quỷ lạnh lẽo đáng sợ. Khả Hinh! Khả Hinh! Nhã Tuệ nhìn thấy da mặt này của cô giật mình, vội vàng ôm chặt lấy cô, vừa khóc vừa lo lắng. Cô làm sao vậy? Cô phải nhớ tới chuyện gì hay không? Là ai độc ác tổn thương cô như vậy? Cô nói ra đi! Cô nói ra đi! Sắc mặt Đường Khả Hinh càng lúc càng tái, hơi thở càng lúc càng không thông, giống như bị người bóp cổ họng. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng kia của cô đột nhiên giật mình, căng thẳng nói: Cô đừng kích động, tôi thấy cô đột nhiên gặp chuyện như vậy, tôi lo lắng và sốt ruột cho cô. Nếu như cô sợ, tôi không hỏi, được không? Đường Khả Hinh run rẩy nhìn về phía chai rượu đỏ trước bàn, nhớ tới lời dặn dò của người đàn ông trước khi chết, nước mắt lại tràn mi. Dõi theo đôi mắt cô, Nhã Tuệ xoay người, liếc nhìn chai rượu đỏ. Mặt của cô bị quỷ có liên quan đến chai rượu đỏ này sao? Không trả lời, Đường Khả Hinh chỉ buồn bã nhìn chai rượu đỏ kia không chớp mắt. Nhã Tuệ thấy thái độ của bạn như vậy, cô gần như sụp đổ nói. Nói chuyện với cô đó, rốt cuộc là có liên quan đến chai rượu đỏ hay có dính dấp đến tổng giám đốc chúng ta? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô là một người bình thường, tại sao có liên quan đến anh ấy? Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ như nhìn vào khoảng không. Nhã Tuệ đau lòng, thương tiếc khóc. Cô quên rồi sao? Tôi chính là phó giám đốc nhà hàng khách sạn Á Châu sao? Tưởng Thiên Lỗi là tổng giám đốc, chính là người lãnh đạo trực tiếp của tôi. Hôm nay, nếu muốn đi nộp đơn dự thi chuyên gia hầu rượu, anh ấy đích thân kiểm tra cô. Nếu cô thi đoạt giải cao nhất, anh ấy còn có thể uống với cô chung rượu nhạt. Chương 25. Club quốc tế Á Châu 6 sao. Club 6 sao nổi tiếng trên thế giới được xây dựng theo hình bán nguyệt lấy pha lê làm chủ. Một kiệt tác mới mẻ kinh điển, nằm ở trung tâm của thành phố bên bờ biển Hoàng đế. Bên trong có đầy đủ nhất các cơ sở vui chơi giải trí của thế giới, bao gồm câu lạc bộ đánh golf, trường đua ngựa, nơi trao giải diễn viên đoạt giải thưởng Hollywood, còn có các câu lạc bộ du thuyền bên bờ biển gần thành phố Marseille. Có thể thấy được vô số khách có thân phận hiển hách, căng khinh khí cầu ở trên biển, cầm lái bay nhanh. Còn có club xì gà hàng đầu, thẩm mỹ viện đầy đủ nhất thế giới. Thậm chí bao gồm phi trường tư nhân, sân bay trực thăng, dùng để tiếp đại khách quý đến từ các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, nơi này còn có câu lạc bộ khách sạn Á Châu, nhiều lần tiếp đại các lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia đến từ các nơi trên thế giới. Cho nên có rất nhiều khách du lịch đến khu nghỉ mát này, dọc theo đường tòa nhà hình bán nguyệt vĩ đại cũng không nén được tiếng xôn xao. Hôm nay là ngày quan trọng của tập đoàn khách sạn quốc tế Á Châu. Trải qua một năm thi tuyển gần 2.000 chuyên gia hầu rượu mới, sau nhiều lần kiểm tra nghiêm ngặt, chọn ra 5 thí sinh ưu tú nhất tham gia lựa chọn cuối cùng. Tưởng tổng tài ra lệnh dời địa điểm cuộc thi cuối cùng từ khách sạn Á Châu, thay đổi cử hành bữa tiệc tại đại sảnh club quốc tế. Cho nên những người đứng đầu club Á Châu mang theo giám đốc khách sạn Á Châu, quản lý nhà hàng Tây, quản lý nhà hàng Trung Quốc, quản lý nhà hàng Pháp, các đầu bếp trưởng, tổng quản lý nhân sự, chuyên gia hầu rượu, thợ nấu rượu, mặc đồng phục màu đen của khách sạn bước nhanh đến đại sảnh club. Đứng trước bậc thang trắng, nhìn hai bên con đường lớn trước dòng xoay đài phun nước, nghiêm túc sẵn sàng chờ đợi. Rốt cuộc, mọi người nhìn thấy phía bên con đường lớn, một đội xe chỉnh tề chậm rãi lái tới, dẫn đầu là chiếc xe Rolls Royce màu đen phiên bản dài, ở dưới ánh nắng rực rỡ, phản chiếu lấp lánh. Các lãnh đạo cấp cao lập tức đứng thẳng người, phân ra ở hai bên bậc thang. Trong sự chờ đợi của mọi người, chiếc Rolls Royce chạy tới bên ngoài nhà màu trắng Club Á Châu, phía đài phun nước, sau một vòng, chuẩn xác dừng ở dưới cầu thang. Giám đốc Club và giám đốc khách sạn dẫn thư ký tiến lên, tới bên cạnh cửa xe, tự mình mở cửa, khom lưng chào hỏi. Tổng giám đốc. Bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp,
lập tức phát ra không khí vô cùng trang trọng. Tất cả mọi người biết rõ, dưới sự hướng dẫn của nhân vật giống như đế vương này, tương lai không xa, tập đoàn khách sạn quốc tế Á Châu sẽ bước vào thời đại mới. Một đoàn bóng đen phóng ra trước. Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục kẻ sọc màu đen, trước giặt áo hình tam giác cài đói qua màu xanh, phong độ nghiêm nghị bước ra chiếc Rolls Royce, đôi tay móc nhẹ cúc áo âu phục, hai mắt quét nhìn tất cả các lãnh đạo cấp cao tại chỗ, im lặng không lên tiếng, ai cũng không rõ trong thế giới của anh rốt cuộc bao hàm số liệu như thế nào. Chỉ thấy anh vừa đi vào trong vừa chậm rãi hỏi: lần này tuyển chọn chuyên gia hầu rượu được chuẩn bị như thế nào? Giám đốc khách sạn Quách Minh đi theo ở phía sau Tưởng Thiên Lỗi trả lời: lần này thông qua các khách sạn địa phương tiến hành 12 vòng sàng lọc lựa chọn chuyên gia hầu rượu, từ trong 2.000 người chọn ra 5 người ưu tú nhất sau cùng tới tham gia tuyển chọn lần này. Về phần trình độ của bọn họ như thế nào trước mắt vẫn chưa biết. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, đi qua đại sảnh, nhân viên tiếp tân và nhân viên club trước khán đài toàn bộ đứng thẳng người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi khom lưng chào. Khi nào thì Lawrence đi? Tưởng Thiên Lỗi đi qua quầy ba phòng khách, tới trước thang máy dừng lại hỏi. Đông Anh đứng ở phía sau nói với anh: tối mai bay, ông ấy nói hôm nay sẽ ở lại tham gia tuyển chọn chuyên gia hầu rượu cuối cùng, hy vọng khách sạn chúng ta có thể chọn lựa ra chuyên gia hầu rượu tốt nhất. 3 ngày sau, phục vụ chuyến đi đến Trung Quốc của hoàng tử và dương phi nước Anh. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói: một Trung Quốc lớn như vậy cũng chưa có biện pháp tìm được nhân tài ưu tú nhất. Trong khách sạn chúng ta, tổng cộng có 380 chuyên gia hầu rượu, có thể không một người nào để cho ông ta hài lòng. Các người xem lại các người đang làm gì. Tất cả lãnh đạo cấp cao cũng im lặng không lên tiếng. Cửa thang máy mở ra, Tưởng Thiên Lỗi đi vào, Đông Anh và 3 người thư ký cũng đi vào. Còn lại đứng ngoài cửa, khom người chào một lần nữa, ngồi chờ thang máy đổi phiên. Đại sảnh bữa tiệc club pha lê cao cấp nhất ầm ầm mở ra. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đạp sàn nhà pha lê đi vào đại sảnh hình bán nguyệt gần 2.000 m², ngồi vị trí đầu tiên trước bàn ăn dài nhất, đảm nhiệm đánh giá lựa chọn cuối cùng lần này. Các thành viên khách sạn cũng nghiêm túc ngồi hai bên. Đông Anh và một người khác thư ký lập tức tiến lên, đem danh sách 5 chuyên gia hầu rượu cuối cùng đưa đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng cầm lên bìa tài liệu màu xanh dương mở ra, nhìn tên chuyên gia hầu rượu đầu tiên. Người Pháp, 50 tuổi, từng làm việc tại nhà hàng Pháp nổi tiếng trăm năm, giữ vị trí chuyên gia hầu rượu, đã từng tiếp đãi nhiều nguyên thủ quốc gia. Anh vừa nhìn sơ yếu lý lịch trích ngang, vừa chậm rãi hỏi: mọi người đến đông đủ không? Đông Anh đứng bên cạnh anh, mặt lộ vẻ khó khăn, nói: còn thiếu một người cuối cùng, trước mắt còn chưa thấy điện thoại, cũng không cách nào liên lạc. Là một cô gái 20 tuổi, cũng là một chú ngựa ô trong vòng đấu này. Chú ngựa ô? Tưởng Thiên Lỗi giống như không có hứng thú gì hết, chỉ tiếp tục xem tài liệu của chuyên gia hầu rượu đầu tiên nói: một cô gái 20 tuổi hiểu được rượu đỏ sao? Hiểu được thức ăn sao? Các nhân viên khách sạn cũng tò mò mở ra bìa tài liệu màu xanh dương trước mặt, tìm cô gái mới 20 tuổi, tò mò thân phận của cô. Ánh mắt Đông Anh hơi kỳ quái, nhìn Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm giới thiệu nói: dường như cô ấy có khứu giác trời sinh, hơn nữa đối với thức ăn có một cái nhìn đặc biệt. Cô ấy là người duy nhất thưởng thức qua 370 loại rượu đỏ, cũng đáp không sai một chút. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe lên nhưng vẫn chậm rãi lật xem tên chuyên gia hầu rượu thứ hai. Một nữ hầu rượu người Anh tuổi chừng 40, dòng họ 3 đời đều là thợ nấu rượu, đã từng được chọn vào Hoàng cung Anh quốc phục vụ cho nữ hoàng nước Anh, hiện tại ở khách sạn Hoàng gia Anh quốc giữ vị trí chuyên gia hầu rượu, đã có 10 năm kinh nghiệm. Nói tiếp. Thiên Lỗi chậm rãi nói. Đông Anh nhìn anh một cái, tiếp tục nói: hơn nữa, cô ấy không chỉ có vị giác đối với rượu đỏ hơn người bình thường, cô ấy còn là bậc thầy rượu trắng, rượu thanh, rượu mơ, đối với trà nghệ cũng hết sức tinh thông,
là chuyên gia trà hàng đầu. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra một chút hứng thú, nhưng vẫn là tiếp tục lật xem tên của người kế tiếp, cũng đến từ nước Pháp, khoảng 60 tuổi, có 30 năm kinh nghiệm hầu rượu. Đã từng chủ trì nhiều bữa tiệc hội nghị nước đầu não, đối với thức ăn có giải thích phong phú, đối với rượu đỏ có nhiệt tình hơn người bình thường. Câu nói sau cùng của ông ta, rượu đỏ là khởi nguồn của sinh mệnh loài người. Đồng Anh hiểu ý của Tưởng Thiên Lỗi, tiếp tục giải thích. Lần này, chúng ta chọn lựa chuyên gia hầu rượu, chủ yếu là nhằm vào khách sạn Trung Quốc chúng ta, phối hợp văn hóa ẩm thực của khách sạn Trung Tây, cho nên trong quá trình lựa chọn cũng xem xét đến phương diện này một chút. Phần lớn các chuyên gia hầu rượu xuất sắc, bọn họ quá quen thuộc văn hóa nước ngoài. Đối với Trung Quốc chúng ta vẫn không có cách nhìn sâu sắc, mà cô gái kia mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng cô ấy bằng khứu giác trời xanh, mỗi lần trong trận đấu cũng có thể ngẫu hứng bộc phát tài nghệ rất tốt. Tưởng Thiên Lỗi khẽ chớp mắt, tiếp tục lật qua tờ tài liệu chuyên gia hầu rượu. Nhìn chuyên gia hầu rượu thứ tư là một nam chuyên gia người Trung Quốc, tuổi chừng 50, mới nhìn lướt qua cũng đã lật tới tên người sau cùng. Anh nghiêm túc xem phần tài liệu chuyên gia hầu rượu cuối cùng. Nhìn góc bên trái sơ yếu lý lịch là một cô gái xinh đẹp có nụ cười hoạt bát đáng yêu, cặp mắt to sáng ngời, động lòng người, làm cho anh có cảm giác quen thuộc nhanh chóng ập vào lòng. Nhìn dấu khoanh tròn nhỏ chính giữa trên sơ yếu lý lịch viết tên họ chuyên gia hầu rượu. Đường Khả Hinh. Lông mày của anh lập tức nhíu chặt. Một người tôn trọng thức ăn và rượu đỏ, tại sao có thể ở trong trận đấu quan trọng như vậy đến trễ? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói hết lời, liền đem sơ yếu lý lịch đặt ở trên bàn ăn, ngửa mặt nói. Bắt đầu đi. Thật ra Đông Anh cũng nhận ra Đường Khả Hinh, nhưng không có nghĩ đến là cô gái ngày hôm qua cùng tổng giám đốc đến cục cảnh sát. Cô nhìn Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, có chút cẩn thận hỏi. Tư cách thi của cô ấy... Sắc mặt anh lạnh lẽo. Nếu đến giờ cuối cùng cô ấy không tới, thì hủy bỏ tư cách thi của cô ấy. Đông Anh gật đầu hiểu ý tứ của anh. Tôi sẽ phái thư ký đến bên ngoài khách sạn tự mình đợi cô ấy tới đây. Anh lại chậm rãi nói. Bắt đầu đi. Giám đốc vừa nghe, ngay lập tức đứng lên, nghiêm túc nói. Cuộc thi chuyên gia hầu rượu bắt đầu. Chương 27. Món trứng tráng phù dung. Cửa chính đại sảnh bữa tiệc mở ra. Nhân viên phục vụ nhà hàng Tây mặc đồng phục com lê màu đen, áo sơ mi trắng, sắp hàng chỉnh tề đứng bên ngoài đại sảnh bữa tiệc. Sau khi nghe được chỉ thị, lập tức dùng khay màu vàng cầm tất cả các loại rượu đỏ trân quý chậm rãi đi tới. Dưới sự huấn luyện nghiêm chỉnh, đem rượu đỏ cẩn thận đặt xuống ở trên một cái bàn dài khác. Từng chai rượu đỏ được dùng vải màu vàng bao lại. Ở trên miệng của nó lộ ra niên đại và nơi sản xuất. Tổng cộng có 36 loại rượu đỏ cũ mới trên toàn thế giới. Giám đốc liếc mắt nhìn chuyên gia pha rượu đầu tiên phía trên danh sách nói. Người được đề cử đầu tiên, Jack. Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, một người đàn ông người Pháp phong độ tao nhã, mặc tay trang màu đen, mang bao tay trắng, vẻ mặt nở nụ cười nghề nghiệp đi tới đứng ở giữa, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu chào hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ông ta cười nhẹ. Quản lý nhà hàng thấy chuyên gia pha rượu, ngay lập tức nháy mắt với đầu bếp trưởng. Đầu bếp trưởng khẽ gật đầu, nhanh nhẹn đứng lên, xoay người xoải bước đẩy cửa đi ra ngoài. Mấy vị đầu bếp phụ tá đã sớm ở ngoài cửa chờ đợi, căng thẳng nói. Lần này chúng ta phải làm món chính nào? Nghe nói đây là cuộc thi chuyên gia pha rượu cấp bậc cao nhất. Món ăn của chúng ta phải trân quý nhất chứ. Đầu bếp trưởng không lên tiếng, chỉ sải bước đi về phòng bếp trước đại sảnh bữa tiệc, đẩy mở hai cánh cửa. 20 người đầu bếp nổi danh phân ra ở các vị trí, mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, chờ lệnh. Đầu bếp trưởng lại đi về phía bên cạnh nồi lớn, tiện tay chộp lấy 3 trứng gà, bật lò lửa một cái, ngọn lửa màu hồng bùng sáng lên. Không nói một lời, lưu loát cầm lên muỗng lớn, múc một chút dầu dẫy vào chảo, một tay khuấy 3 trứng gà cho vào.
nhẹ nhàng nhấc chảo nóng lên, hất lên không trung một chút, liền đem một đĩa món trứng tráng phù dung trơn mềm hoàn mỹ thơm lừng trút ở trong đĩa sứ trắng, nhỏ vài giọt nước tương, thuận tay cầm lấy ra mùi tay đặt vào trong giữa trứng như đóa hoa, vết dầu xuôi theo mép đĩa trống không nhanh chóng chảy ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của các đầu bếp. Chúng đầu bếp hai mặt nhìn nhau kinh ngạc kêu nhỏ: món trứng tráng phù dung. Đầu bếp trưởng nhanh chóng cầm cái đĩa món trứng tráng phù dung đi vào đại sảnh bữa tiệc, đem đặt ở trên bàn hình tròn, rót một ly nước lọc bày ở bên cạnh. Chắc thấy đĩa món trứng tráng phù dung này, khẽ giật mình nói: Mon Dieu. Chứ thích. Tiếng Pháp. Trời ạ. Đông Anh coi thường ánh mắt kinh ngạc của chuyên gia pha rượu, mỉm cười xin phép. Mời Laurent. Hai cánh cửa màu vàng kim vừa mở ra, một người đàn ông Pháp chừng 70 tuổi, mặc đồng phục khách sạn màu đen chỉnh tề, trước giặt áo mang bảng hiệu màu vàng, mái tóc bạch kim gọn gàng sau ót, hai mắt lấp lánh có thần, mặt mũi hồng hào, mỉm cười phong độ thẳng bước đi vào trong. Tất cả nhân viên khách sạn bên trong đại sảnh bữa tiệc gần như nhất trí đứng dậy mỉm cười vỗ tay. Laurent giơ tay chào hỏi với mọi người, liền sải bước tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, hướng về phía anh giương tay. Tưởng tổng tài. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười đứng lên, cài lại cúc áo mới giương tay hướng về phía Laurent cung kính nói: Cảm ơn ông tới tham gia cuộc thi tuyển lần này. Laurent hơi tiếc nuối dùng tiếng Trung Quốc vô cùng tùy chuẩn nói: Dùng khứu giác 70 năm trong một đêm không nhảy, giống như là đang nhắc nhở tôi phải dùng phần còn lại của cuộc đời tôi cho gia đình. Hy vọng lần này khách sạn Á Châu có thể chọn lựa chuyên gia pha rượu ưu tú nhất trên thế giới. Tướng Thiên Lỗi mỉm cười: Cảm ơn ông đã bỏ ra nhiều năm đối với khách sạn. Hy vọng sau khi về nước, thân thể ông có thể mau sớm bình phục. Chúng tôi chờ ông trở lại. Hai người cùng nhau mỉm cười. Laurent buông tay ra, đầu tiên lý mắt nhìn món trứng tráng phù dung trên bàn ăn. Ông ta a một tiếng, liền ngồi vào vị trí phía dưới Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười ngửa mặt nhìn chuyên gia pha rượu đang chuẩn bị thi. Đông Anh vỗ nhẹ bàn tay. Cuộc thi bắt đầu. Nhân viên phục vụ nhà hàng Pháp chuẩn bị đã lâu, cùng nhau mang bao tay trắng tiến lên, cùng lúc dùng dao mở chai, chuẩn mực mở ra từng chai rượu đỏ. Nhất thời, cả gian đại sảnh tràn ngập mùi rượu nồng đậm. Jack, chuyên gia pha rượu số 1 đi tới món trứng tráng phù dung, xem xét màu sắc, cầm đôi đũa bạc, gấp một chút món trứng tráng phù dung bỏ vào trong miệng. Sau khi nếm thử mới đi tới bàn rượu đỏ, cầm lên nút gỗ nghe mùi vị cất rượu đỏ. Đông Anh căn dặn ba người thư ký mời chuyên gia pha rượu kế tiếp vào sân. Nữ chuyên gia pha rượu đi vào trước, liếc mắt nhìn món trứng tráng phù dung trên đĩa, vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc, lại đến trước bàn rượu đỏ, cầm lên nút gỗ, ngửi mùi vị rượu đỏ. Chuyên gia pha rượu thứ ba cũng đi vào. Chuyên gia pha rượu thứ tư cũng theo sát. Đông Anh cầm văn kiện lên gấp, kêu nhỏ: Người được đề cử thứ năm, Đường Khả Hinh. Chương 28. Đại sảnh club. Quản lý hành chính nhân sự cùng hai người thư ký căng thẳng đứng ở trước bậc thang, trông chừng về phía con đường lớn nơi xa trải dài ra biển, vẻ mặt lộ ra gấp gáp. Chắc chắn tới chứ? Một thư ký trong số đó có chút không tin nói: Đây chính là vinh dự cực lớn à, nghĩ đến chọn ra từ trong nhóm 2.000 chuyên gia pha rượu, được tuyển chọn rồi tiền đồ không thể đo lường à. Quản lý hành chính nhắc đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian phía trên đã trễ 15 phút rồi, ngay cả cô cũng tiếc nuối lắc lắc đầu. Bên trong đại sảnh, Đông Anh lại cầm tài liệu, nhẹ giọng kêu: Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ nhìn lên mấy vị chuyên gia pha rượu trước mặt đang dùng phương pháp đặc biệt để giải rượu, thậm chí bắt đầu nếm thử rượu. Laurent nhìn Đông Anh một cái, liền cũng cầm lấy tài liệu, mở ra trang thứ 5, nhìn tư liệu cá nhân Đường Khả Hinh ở phía trên kêu nhỏ: Là cô ấy.
Tấn Thế Lỗi quay đầu nhìn Laurent cười. Laurent tiên sinh biết cô ấy. Laurent có chút cảm thán nhìn Tấn Thế Lỗi, mỉm cười nói. Vị tiểu thư này đáng là nhân tài. Nếu được bồi dưỡng, chờ một thời gian sẽ thành tựu rất lớn. Bởi vì tôi đã từng xem qua tài liệu dự thi của cô ấy. Cô có cảm ứng khứu giác trời sinh, có thể ngửi ra ba mùi vị, rất khó có được. Trên sử lý lịch của cô ấy cũng viết, thức ăn và rượu đỏ thật ra có thể sinh ra bí mật khổng lồ. Chỉ có người thích thăm dò mới có thể mang tới cho khách cảm thụ mùi vị mới mẻ. Mặc dù có hơi trẻ tuổi, rất nhiều thứ ngây ngô, nhưng tôi vô cùng mong đợi đối với cô ấy. Tướng Thiên Lỗi đã hiểu, chỉ ngước nhìn lên, không lên tiếng. Sau khi bốn người pha rượu đang thưởng thức các loại rượu đỏ, liền nhất trí chọn lựa ra rượu trắng tuyết lợi loại mới, dùng để phối hợp với trứng phù dung. Bọn họ nhất trí giải thích, trong rượu trắng tuyết lợi độ ủ nhạt, sẽ không như rượu đỏ ủ chua mà lấn át món trứng trắng phù dung. Chỉ có một người pha rượu sau cùng, lúc cầm ra rượu trắng thì vẫn hơi có vẻ do dự. Ông có nghi ngờ gì? Laura nhìn một người pha rượu sau cùng, mỉm cười hỏi. Người pha rượu thứ tư nhấp nhẹ món trứng phù dung thì có chút khó nghĩ, lắc đầu cười. Nước tương này không phải nước tương bình thường, có một mùi vị đặc biệt, phối hợp với rượu nho trắng, sẽ khó có thể phát huy được hương vị của nó. Đầu bếp trưởng khẽ cúi xuống, mỉm cười không lên tiếng. Thời gian tranh tài vòng thứ nhất sắp kết thúc, rút ngắn quá trình lựa chọn, lại đem rượu nho trắng trả về chỗ cũ, sau đó nâng chén thưởng thức tất cả rượu đỏ. Bệnh viện. Nhã Tuệ thừa dịp Khả Hinh bởi vì cảm xúc kích động khóc đã mệt, đôi mắt vẫn còn dương lệ, chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi ở đầu phòng bệnh, lo lắng nhỏ giọng nói. Dòng tranh tài thứ nhất là cái gì? À, món trứng tráng phù dung. Chỉ đơn giản như vậy. Một cuộc thi lớn trong năm chỉ là một đĩa món trứng tráng phù dung. Đây là món ăn trung, phối hợp với rượu đỏ, không phải quá miễn cưỡng sao? Thợ nấu rượu cũng chọn cái gì? Rượu tuyết lợi. Đáp án đúng rồi sao? Đường Khả Hinh sâu kín mở đôi mi đẫm lệ, giống như nhìn về phương xa. Nhã Tuệ căng thẳng nắm tin tức từ cuộc thi qua điện thoại. Lúc nào có kết quả? Còn có một chuyên gia pha rượu, người đó còn chưa tới sao? Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, đột nhiên sau lưng Nhã Tuệ mở ra đôi môi tái nhợt, nói. Món trứng tráng phù dung nhất định sẽ điểm nước tương. Nhưng món trứng tráng phù dung nửa chín, trơn mềm, ngon miệng, phối hợp với nước tương giò quýt sẽ che giấu mùi trứng, thậm chí sẽ làm lòng trắng trứng sinh ra vị chát, đưa vào miệng, nằm ở cổ họng. Cho nên đầu bếp Phương Nam biết sử dụng nước tương đặc biệt ướp gia vị. Bởi vì Phương Nam là nơi nổi tiếng nhất ướp gia vị nước tương, hòa tan với nước mưa đầu mùa xuân, có vị ngọt đặc biệt. Kết hợp với rượu đỏ xích Hà Châu mới năm 1993, vị ngọt kết hợp cùng độ ủ chua, thật sự có thể sinh ra vị nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, làm cho thực khách rất ấn tượng. Nhưng thời gian giải rượu nhất định phải hơn 20 phút, phòng ngừa độ ủ quá nặng hoặc quá ít. Thêm một cục đá, vị sẽ ngon hơn. Nhã Tuệ thoáng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh nói. Nhưng không phải rượu đỏ nhiệt độ mạnh sao? Đường Khả Hinh trả lời. Dạng vật trên thế gian này, phối hợp bất kỳ vật gì cũng sẽ sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, không câu nệ với truyền thống mới có thể tạo ra vị giác và cảm thụ mới nhất. Đáp án cuối cùng sắp xuất hiện. Đại sảnh bữa tiệc. Chuyên gia pha rượu thứ tư đột nhiên buông bỏ rượu tuyết lợi, chọn một chai rượu đỏ trong đó, xác định thời gian giải rượu đã vượt qua 25 phút. Mới cầm lên ly lùn, châm một ly rượu đỏ, đặt bên cạnh món trứng tráng phù dung, thậm chí gấp một cục đá nhỏ bỏ vào trong ly rượu, mới mỉm cười nhẹ buông tay, lui về phía sau một bước. Laurent đột nhiên nhìn ông ta cười một tiếng. Đông Anh nhìn ông ta đã xong, liền mở miệng nói.
Mở tất cả đoạn giải màu vàng trên rượu đỏ mà các chuyên gia pha rượu đã lựa chọn, xem số năm và nơi sản xuất. Bốn nhân viên phục vụ tiến lên, mở ra đoạn giải. Ba người đầu, bọn họ chia ra chọn lựa rượu trắng Tuyết Lợi năm 2000, mà chuyên gia pha rượu sau cùng chọn lựa rượu đỏ Xích Hà Châu năm 1933. Nhã Tuệ quay đầu nhìn Khả Hinh giật mình nói: Kết quả công bố, dòng tranh tài thứ nhất, người thứ tư chiến thắng. Cô đáp đúng. Đường Khả Hinh ngay người, hai mắt mờ mịt, đột nhiên nhớ tới khi còn bé, cha đứng ở trong phòng bếp, giương tay an ủi mình, mỉm cười. Khả Hinh à, cuộc sống của chúng ta đều do thức ăn nuôi chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải dụng tâm cảm thụ. Cảm ơn thức ăn mang đến cho chúng ta sức sống mạnh mẽ. Cha hy vọng trong tương lai Khả Hinh có thể đem thức ăn ngon truyền bá rộng rãi. Lòng của cô đau xót, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Dòng tranh tài thứ nhất kết thúc, nhưng Đường Khả Hinh vẫn không đến. Đông Anh lại tiếc nuối nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Lô Răng lắc đầu. Tôi rất muốn gặp cô gái có cách nhìn đặc biệt đối với thức ăn. Thật là tiếc quá. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lạnh lùng chậm rãi ra lệnh. Tìm cô ấy. Chương 29. Đông Anh mặc đồng phục màu đen, mang theo huy hiệu khách sạn, dẫn hai người thư ký bước nhanh ra khỏi đại sảnh bữa tiệc, căn dặn thư ký hành chính đứng ngoài cửa. Tổng giám đốc có lệnh, khẩn cấp tìm cho được Đường Khả Hinh. Cô mau mau đem tài liệu liên quan đến cô ấy cho chúng tôi, thân phận chính xác nhất của cô ấy, còn có hoàn cảnh làm việc và bạn bè hàng ngày của cô ấy đều phải tìm ra ngay. Dạ. Thư ký hành chính trở về phòng làm việc, nhanh tay tra tìm tài liệu. Cuộc tranh tài diễn ra càng lúc càng quyết liệt. Đầu bếp trưởng khách sạn Á Châu dẫn đầu bếp nhà hàng Pháp, đầu bếp nhà hàng Tây, đầu bếp nhà hàng Trung Quốc không ngừng ra ra vào vào, đưa lên từng món thức ăn. Nhân viên phục vụ cũng từng người nối đuôi chậm rãi đưa lên các loại rượu đỏ quý. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi đông lạnh nhìn tất cả chuyên gia pha rượu ưu tú phát huy tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhất. Chỉ có Laurent trong suốt cả quá trình, ánh mắt chưa bao giờ buông lỏng. Ông ta là một người đàn ông sáng lập ra huyền thoại, cho nên ông ta rất thích tìm ra nhân vật huyền thoại thực sự. Bên trong đại sảnh rối rít bận rộn, bên ngoài đại sảnh, quản lý hành chánh càng không ngừng gọi điện thoại của Đường Khả Hinh, nhưng điện thoại luôn ở trong trạng thái tắt máy. Sau khi Đông Anh nhận được tài liệu của Đường Khả Hinh, ngay lập tức phái vệ sĩ vội vàng đi ra đại sảnh club tự mình đi tìm người. Bệnh viện. Nhã Tuệ ngồi bên giường bệnh, ngắm nhìn Khả Hinh đang nằm trên giường trắng tinh, má trái quấn băng gạc, hai mắt nhắm lại buồn bã. Trong lòng cô đau nhói. Nếu như lúc này Khả Hinh đi dự thi là một chuyện hạnh phúc giường nào. Nỗ lực nhiều năm như vậy. Nhã Tuệ không dám nghĩ thêm nữa. Biết Khả Hinh chưa ngủ, cô ngẹn ngào an ủi. Khả Hinh, không cần lo nghĩ chuyện so tài. Sau này có cơ hội chúng ta lại tham gia, được không? Đường Khả Hinh nằm yên trên giường, nhắm mắt. Mọi thứ xung quanh đều đen tối. Nhưng hình ảnh duy nhất mà cô thấy là cha dẫn mình đi tới hầm rượu đỏ, chỉ vào từng chai, ôn tồn chậm rãi giới thiệu. Đây là Xích Hà Châu, đây là Phẩm Lệ Châu, đây là Xà Long Châu. Để phân biệt được các loại rượu, thật ra rượu đỏ là bài tập đơn giản nhất, bởi vì người chân cất rượu sẽ ở bất kỳ thời điểm nào trong điều kiện thuận lợi, gió sương, ánh sáng mặt trời, dùng nhiều loại giống nho chân cất với nhau, rượu đó sẽ tỏa ra mùi thơm khắp nơi. Rượu đỏ là sự sáng tạo của người chân cất rượu và cũng là sinh mệnh thứ hai tỏa sáng của quả nho. Phải biết rằng bản thân sinh mệnh không lặp lại. Chúng ta đối mặt với rượu đỏ, sinh mệnh thứ hai, thì càng phải quý trọng sinh mạng tốt đẹp của mình. Khả Hinh, con phải nhớ lời cha nói,
Cho dù trong tương lai có bao khó khăn xảy ra, cũng phải quý trọng cơ hội trong tay có thể làm cho mình hạnh phúc. Không nên bỏ qua cơ hội mà số mạng cho con, bởi vì có lẽ đối với vài người, có thể cơ hội chỉ có một lần, mất đi cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Đôi mắt Đường Khả Hinh lại từ từ lăn ra những giọt lệ trong suốt buồn bã. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng Khả Hinh như vậy, đau lòng muốn an ủi. Không ngờ vừa khéo điện thoại di động vang lên. Cô vội vã liếc mắt nhìn, là điện thoại của đồng nghiệp, nên bước nhanh ra ngoài phòng. Nhớ ngày đó, Khả Hinh nộp đơn tham dự cuộc thi của khách sạn Á Châu. Cô biết nội quy quy định của khách sạn rất nghiêm, cũng tránh để người đàm tiếu, cho nên che giấu thân phận bạn bè của mình và Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ vừa đi ra ngoài, vừa nói chuyện qua điện thoại, theo dõi diễn biến cuộc thi của khách sạn. Đường Khả Hinh nằm trên giường, nặng nề quay về thế giới của mình. Lời nói của cha thấm thía như vậy, hy vọng vào cô nhiều như vậy. Cô thở hổn hển, cố ngồi thẳng người. Cô liếc mắt nhìn dải băng cột vào trên người mình. Cô cắn răng dùng hết hơi sức xoay cổ tay, muốn giãy giụa ra khỏi dải băng. Bác sĩ vì sợ cô tự tổn thương nên bất đắc dĩ buộc dải băng thật chặt. Cả người cô đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng vẫn cắn chặt răng, cố sức giật cổ tay đã sưng đỏ, cho đến nỗi trầy da bầm tím, rốt cuộc cởi bỏ được dải băng. Đôi tay run lẩy bẩy buông lỏng dải băng trên người, cố nén vết thương sao dai, vừa muốn bước chân trần xuống giường, ai ngờ thân thể chợt choáng váng, cả người té xuống, gương mặt bị thương đập trúng lên một góc mép giường. Máu tươi tràn ra, một cơn đau thấu tim phổi làm cho cô ngã trên mặt đất, đau đến sắp hít thở không thông. Mặc cho máu từ trên mặt tiếp tục chảy xuống, hai tay cô chống chặt mặt sàn cứng rắn, bò dậy. Không ngờ lại ngất xỉu ngã xuống sàn. Nhã Tuệ nghe được tiếng động, vội vàng cúp điện thoại đi vào bên trong phòng bệnh. Nhìn thấy Đường Khả Hinh ngã xuống đất, trên mặt nhuốm toàn máu. Cô khiếp sợ nhào tới thét to. Khả Hinh! Đường Khả Hinh nắm chặt hai tay người bạn, chống đỡ thân thể muốn đứng lên, khóc nói. Tôi muốn đi tham gia cuộc thi. Tôi nhất định muốn đi. Tôi không thể để cho cha thất vọng. Tôi là hy vọng duy nhất trong cuộc đời của cha. Tôi muốn đi. Tôi muốn đi thi. Tôi muốn đi thi. Nhã Tuệ, giúp tôi đi. Giúp tôi đi. Nhã Tuệ ôm lấy cô, khóc nói. Dáng vẻ cô như thế này, cô muốn đi thì sao? Cho dù cô đi thi, nhưng mặt của cô làm thế nào? Cô đừng như vậy, buông tha đi. Tôi không muốn, tôi không muốn buông tha. Đường Khả Hinh đang kích động, thân thể run lẩy bẩy, choáng váng té ngã. Nhã Tuệ hoảng sợ ôm chặt bạn, nhìn ra ngoài, khàn giọng kêu to. Bác sĩ, mau tới đây, bệnh nhân ngã xuống rồi, dở vết thương rồi. Bác sĩ và y tá mau chóng chạy vào. Thấy tình huống này, kinh hãi nhào tới, chích thuốc giảm đau cho cô rồi đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt cầm máu. Mau! Bác sĩ ném ống nghe bệnh, tự mình ôm lấy Khả Hinh đặt lên giường di động, cùng y tá nhanh chóng đẩy cô đi ra ngoài. Nhã Tuệ vừa đi theo, vừa đau lòng nhìn bản thân vẫn còn đang gào khóc thê thảm. Cô căng thẳng vội vã nắm tay Khả Hinh. Khả Hinh, cô phải kiên cường lên, đừng nghĩ đến cuộc thi. Nhất định sau này chúng ta sẽ có cơ hội một lần nữa, nhất định sẽ có. Đường Khả Hinh lại cuốn rút vào trên giường di động, mặc cho máu tươi chảy ra, nắm chặt tay của bạn cầu cứu. Nhã Tuệ, cô hiểu tôi mà, tôi nhất định phải đi tham gia cuộc thi. Dẫn tôi đi, dẫn tôi đi. Tôi muốn đi tham gia cuộc thi. Tôi không thể để cho cha thất vọng. Tôi cầu xin cô, Nhã Tuệ. Tôi cầu xin cô. Mang tôi đi thi, Nhã Tuệ. Tôi cầu xin cô. Khả Hinh. Nhã Tuệ đau lòng rơi lệ nhìn người bạn thân đang được đưa vào phòng cấp cứu. Đôi tay Khả Hinh vươn về phía Nhã Tuệ, ánh mắt lộ ra đau thương tuyệt vọng. Lòng Nhã Tuệ đau nhói, ngồi xổm ở bên cửa phòng cấp cứu, che mặt mà nức nở.
đại sảnh bữa tiệc. Cuộc tranh tài vẫn đang diễn ra, mọi người nghỉ ngơi giữa buổi. Đồng Anh nhanh chóng đi tới bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, cúi người xuống nói: "Đã tìm được cô ấy rồi." Tưởng Thiên Lỗi nghiêng mặt, chậm rãi hỏi: "Ở nơi nào?" Đông Anh nhỏ giọng nói với Tưởng Thiên Lỗi: "Thì ra là Đường Khả Hinh và Phó Giám đốc Nhã Tuệ, nhà hàng Tây chúng ta là bạn thân. Rạng sáng đêm qua, nghe nói cô ấy nói Đường Khả Hinh bị thương nằm viện nên chạy tới chăm sóc. Đây là người nhà của Nhã Tuệ nói, vừa rồi chúng tôi gọi điện thoại cho Nhã Tuệ, cô ấy cũng không nhận." Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lúc này mới nhớ tới sáng nay cô gái gọi điện thoại cho mình, nghe giọng rất gấp. Ánh mắt lóe lên rồi chớp một cái, nhớ tới đêm qua, sau khi mình rời đi, Đường Khả Hinh một mình đứng ở giữa đường tối tăm. Đông Anh đứng ở một bên, chờ đợi lâu mới nghi ngờ cúi người nhắc nhở: "Tổng giám đốc." Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt, lấy lại tinh thần, sắc mặt nặng nề hỏi: "Cô ấy bị thương như thế nào?" Đông Anh lại nói: "Tình huống cụ thể không rõ lắm, chỉ nghe người nhà của Nhã Tuệ nói bị thương thật nghiêm trọng, nhưng mà vì con gái vẫn không nhận điện thoại cho nên không có cách để thông báo." Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một lúc, lạnh nhạt nói: "Nếu cũng bị thương nằm viện, khả năng tới đây dự thi không lớn, hủy bỏ tư cách thi của cô ấy đi." Đông Anh nhìn một cái, khẽ gật trả lời: "Vâng." "Tổng giám đốc, cậu biết tình hình của cô gái kia sao?" Laurent nhìn Tưởng Thiên Lỗi quan tâm hỏi. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nghiêng người, chậm rãi nói với Laurent: "Nghe nói hôm nay cô ấy bị thương nằm viện, tình trạng tương đối không lạc quan cho nên sẽ không tới." Laurent thất vọng: "Ồ, thật đáng tiếc." Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tiếp tục xem cuộc tranh tài. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 4 Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám đốc. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.